đã thành quy luật từ tháng 5 cho đến tháng 9 hàng năm là thời điểm dịch dại bùng phát do thời tiết nắng nóng. Trong 7 tháng đầu năm thì cả nước ghi nhận 47 ca tử vong do dại ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Và điều đáng lưu ý là con số này không hề thuyên giảm so với các năm. Điều này cũng cho thấy mục tiêu khống chế và loại trừ bệnh dại ở nước ta vẫn còn rất xa vời. Từ đầu năm đến nay, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận hơn 10 ca bệnh dại. Các trường hợp đều đã lên cơn và tử vong. Hầu hết bệnh nhân đều không đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn, cào, liếm. Cá biệt có một vài trường hợp đi thử và chữa dại bằng đông y. Phần lớn chó dại là nó xuất hiện ở cái tình trạng nó liệt. Thế cho nên là mình chỉ thấy nó ốm, nó nằm, nó không chịu đi. Thế hoặc là nó đi quanh quanh vòng tròn thôi. Thế thì mình nghĩ rằng đấy không phải là dại, nhưng thực ra thì đấy, đến một cái tỷ lệ rất là lớn là chó dại nó xuất hiện ở cái thể liệt. Thế còn nó ở cái thể viêm não của chó, tức là thể cuồng của chó ấy, thì nó xuất hiện với tỷ lệ thấp hơn. Thì con chó nó bị ở cái thể viêm não ấy, thì nó cũng biểu hiện nó rất khác nhau. Có con thì nó ở cái tình trạng là gì, nó cắm đầu hống cổ nó chạy thẳng. Có con thì nó hoảng hốt, nó lo sợ, nó nhút nhát, nó chui vào trong xó tối. Có con thì là gì, nó lo sợ cho nên nó cứ bám lấy chủ, nó cứ quấn xung quanh chủ. Đấy, cho nên là cái nhận biết như thế rất là khó. Nhận biết một con chó nào bị dại không rất khó. Thế cho nên đa số những người dân không có khả năng là xác định là con nào bị dại hay không bị dại đâu. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay Việt Nam có khoảng 10 triệu con chó, nhưng tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại chỉ đạt khoảng 50%. Là một lỗ hổng lớn khiến số người mắc dại tăng cao. Cùng với đó, việc theo dõi tình trạng của chó sau khi bị cắn ở nhiều nơi còn tồn tại nhiều bất cập. Ở trung du miền núi, có gia đình nuôi vài con chó. Khi bị cắn, nhất là cắn vào ban tối, thì nhầm các con mắc bệnh với con khỏe mạnh nên người bị cắn ngừng tiêm. Có người sau khi bị chó cắn thì đánh đuổi chó đi, khiến việc theo dõi là không thể. Hoặc là chó nhà mình với chó hàng xóm cũng không biết là con nào là con nhà mình, con hàng xóm, nhất là cái điều kiện là đi chơi buổi tối. Một con nó xông cho nó cắn thì chẳng biết nó là con nào. Thế cho nên cái việc theo dõi nó không thể chính xác và chặt chẽ được. Đối với những người có nguy cơ cao như cán bộ thú y, người làm nghề thịt chó, người đưa thư, được khuyến cáo là đi tiêm phòng dại chủ động giống như các loại vaccine khác. Theo số liệu của dự án khống chế và loại trừ bệnh dại, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 47 ca tử vong vì bệnh dại năm nay ở các địa phương Lào Cai, Kon Tum, Hòa Bình, Cà Mau, Tuyên Quang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Hà Nội, Sơn La, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Nghệ An, Điện Biên, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bến Tre, Bình Phước và Lạng Sơn.